23, 21 với 15 nữa là 30, 36. Cái chuyến này là 36. Bỏ đây để cho bà con ai ăn ăn. Tuần tư thôi mà anh không? Trời mấy ngày đi. Chỗ này là bán đắt nhất. Arena. Này dừa tươi. Nó là đón cắp bán mạng phái. Đón cầu chụp sắp bán sắp phái hả? 7-80. 7-80 trái. Có cho thằng Lộc một mớ về ăn không? Thằng Lộc có lấy một mớ về ăn không? Ủa, có rau muống hay nào? Ra đây phơi nắng hả người đẹp? Mắt liêm diêm rồi. Mắt liêm diêm buồn ngủ rồi. Hôm qua dưa leo, bữa nay có đậu bắp. Ủa có mướp nữa, còn mướp không? Còn mấy trái rau bắp ở sao đó là hư rồi. Bảy mươi ba, 21 với 15 nữa là 30, 36. Cái chuyến này là 36 nè. Mấy hôm nay rau nhiều, ngày ngày lấy đấy, trung bình cũng phải 200 kg. Bữa nay là chở đi rồi cũng cỡ 300 kg, chở về nhà rồi phát hồi sáng 2 chuyến cỡ khoảng 150, 150 kg. Rồi giờ chiều là chở đi phát tiếp, gần 100 kg nữa. Bây giờ nó quay tour lại nhanh lắm. Cho ngày mấy trăm ký lên thử ra cỡ 2 ngày là tới tour về làng cũ rồi.
chở Tiên Tôn mà đi về Ô Lâm, đi tới núi Tô rồi rồi Cô Tô rồi mới tới Ô Lâm. Giờ cho vòng vòng ở Cô Tô trước cho nó nhẹ xe chút, cho về đây chùa Hang rồi Tàu Bò mới tới nơi chưa rung. Chỗ này có mấy bà đang cấy lúa, mấy bà kêu lại mấy bà xin mấy bịch rau cho hết 3 bịch. Lâu lâu cái ổng có một miếng nắng nha, giờ tới Trà Đay rồi. Trà Đay là bây giờ là ấp Tô Lợi. Cái này là chùa Trà Đay cũ. Pre Ang Trung Prasot. Cái này tôi kêu cái làng ốc đảo. ชมมวยตะซอกนะตะเรมวยซอกนั้นฮะนี่ๆอยู่มุกนี่อยู่มุกนี่อยู่มุกนี่ตาคมเรมซอกเรมซอกเรมซอกบ่าๆ năm tám ba 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 sa thụ gì ba sa thụ vô mục nè 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 vô tụi muối quá này nắng phi bò kia cho mày tụi
đấy. Đấy. Đấy sợ. Dễ. Sợ. Vô đấy. Sợ nè. Nó sợ đấy. Cảm ơn. Ba ba ba.